Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử gần xa, hôm nay chùa Pháp Nhãn xin chia sẻ pháp thoại với toàn thể đại chúng với đề tài là năm điều, năm bổn phận của người cư sĩ và năm bổn phận của người xuất sĩ. Mời đại chúng chúng ta nghe tiếng chuông, quán niệm hơi thở, rồi sau đó chúng ta nghe pháp. Good morning, dear Dhamma brother and sister. Today I would like to say the Dhamma talk about the five duty of lay follower and the five duties of monastics. Right now, I would like to invite the whole Sangha to listen to the sound of bell and practice breathing in and breathing out mindfully and consciously together. Now we start. Nghe chuông phiền não nhẹ, trí huệ lớn Bồ Đề sanh. Wisdom, and
from the Buddha to save and help living compassion, Mother Buddha. Breathing in, I know I'm breathing in. In and out. Breathing out and breathing in. I know I am alive. Breathing in, I know in the morning, think about something wholesome. In the afternoon, think about something wholesome. And the evening, think about something wholesome. We have a joyful day and night. Breathing in and breathing out. I know in the morning say something wholesome. In the afternoon think about something wholesome. And in the evening say something wholesome. We have a joyful day and night. Breathing in and breathing out. I know in the morning do something wholesome. In the afternoon do something wholesome. And in the evening do something wholesome. We have a joyful day and night. We have a joyful year and life. Breathing in and breathing out. I know my life will get weaker and weaker and softer and softer.
breathing in and breathing out. I know I'm taking the advantage of my life to do something good, to say something good, and to think about something good for myself and for all the people in the world. Contemplation in permanence. I'm breathing in. Contemplation in permanence. I'm breathing out. In and out. Slowly and deeply. Breathing in, I know I'm here for you, and breathing out, I know you are there for me, and practicing meditation together today. Breathing in, I feel happy. Breathing out, I feel calm, relaxed, and comfortable. Calm and relaxed. Now please open your eyes and put your hands together and smile together. Dạ, chúng ta vừa rồi chúng ta theo dõi hơi thở vào và thở ra, chánh niệm và tỉnh thức. Chúng ta đã chặt bình điện tâm linh rồi. Bây giờ mời đại chúng chúng ta nghe pháp thoại. Thì hôm nay xin chia sẻ cái đề tài pháp thoại là Towards Monetization. Lay followers had the five duty. Two lay followers monetists also had the five duty like the genus. Tức là đối với người xuất sĩ thì cư sĩ có năm bổn phận, và ngược lại đối với người cư sĩ thì vị xuất sĩ cũng có năm bổn phận như phương trên. Thì đề tài chia sẻ với đại chúng hôm nay là vậy. Thì trước khi chúng ta nghe tiếng Việt, chúng ta xin nghe tiếng Anh trước, tiếng Mỹ trước để chúng ta hiểu. Dear brother and sister, before we listen to in Vietnamese, the Dhamma talk in Vietnamese, right now I would like to say something include brief in English for you. The Zenith represent monastics and lay followers. Lay followers duty, listen, thiện sinh. Towards monetists, lay followers have the five duty. Number one, choosing the triple jump at the most firmly spiritual refuge. Number two, learning, understanding, practicing, and applying the five ethical training into the daily life. Number three,
skillfully expressing their good heart to create merit, Miss Offering and support the three jewel. Number four, do not idolize any personal monk or nun, but consider all talented and virtuous monastics as your master. Number five, knowing how to observe and select which teaching after bringing how to apply and practice those teachings suitably for the many trying the present life, should practice them and vice versa, should keep far away from them. Monastic duty towards lay follower. Monastics also have the five duty. Number one, instructing the five ethical training and the noble eightfold path for lay follower. Number two, instructing the Dhamma learning including virtue, concentration, wisdom, and Dhamma practice including Samatha meditation and Vipassana meditation. Number three, instructing lay followers to express their heart joyfully before making offerings, joyfully during making offerings, and joyfully after making offerings. Number four, instructing lay followers to have pride and firm confidence in the three jewels. Number five, instructing lay followers to learn ways of practicing recollection of gratitude to the Buddha, recollection of gratitude to the Dhamma, recollection of gratitude to the Sangha, and recollection of gratitude to the Dhamma precept. The prostration to the yenis in accordance with the Buddha teaching means both lay followers and monastics are determined to learn, understand, cultivate, and apply the Buddha Dhamma into their daily life to bring flower and roots of the peaceful joy and happiness for the many right in the present life. The Dhamma protection and the Dhamma propagation between lay followers and monastics connect together very closely. Now, I would like to say the Dhamma talk in Vietnamese. Kính thưa đại chúng, chúng ta vừa nghe tóm tắt bằng tiếng Mỹ là bổn phận của người cư sĩ có năm bổn phận, và đối với người xuất sĩ thì cư sĩ có năm bổn phận, và ngược lại đối với người cư sĩ thì vị xuất sĩ cũng có năm bổn phận. Thì năm bổn phận đó là gì, sẽ đọc hết rồi sau đó chúng ta đi từng chi tiết một. Thì phương trên tượng trưng cho người cư sĩ và xuất sĩ. Bổn phận người cư sĩ này thiện sinh, đối với xuất sĩ, cư sĩ có năm bổn phận. Một là nương tựa tam bảo, hai là học hiểu thực hành và áp dụng năm điều đạo đức vào trong đời sống hàng ngày, ba là khéo léo phát khởi thiện tâm, tạo phước, cúng dường và hộ trì tam bảo, bốn là không thần tượng bất cứ một thầy hoặc một sư cô cá nhân nào, mà hãy xem tất cả các vị xuất sĩ tài đức đều là thầy và sư cô của mình. Năm là biết cách quán sát và chọn lọc những lời dạy nào, sau khi đem ra áp dụng và thực hành những lời dạy đó phù hợp với số đông ngay trong đời sống hiện tại thì nên thực hành, và ngược lại thì nên từ bỏ chúng. Bổn phận người xuất sĩ, đối với người cư sĩ, vị xuất sĩ cũng có năm bổn phận. Một là giảng dạy năm điều đạo đức và bát thánh đạo cho người cư sĩ.
hai là hướng dẫn cho người xuất người cư sĩ pháp học gồm có đạo đức, thiền định và trí huệ, và pháp hành gồm có thiền chỉ và thiền quán. Ba là hướng dẫn cho người cư sĩ phát tâm hoan hỷ trước khi cúng dường, hoan hỷ trong khi cúng dường và hoan hỷ sau khi cúng dường. Bốn là hướng dẫn cho người cư sĩ giữ vững niềm tin chánh tín đối với Tam Bảo. Năm là hướng dẫn cho người cư sĩ biết cách thực hành niệm ơn Đức Phật, niệm ơn chánh pháp, niệm ơn tăng đoàn và niệm ơn giới pháp. Lễ lạy phương trên theo lời Đức Phật dạy có nghĩa là cả xuất sĩ và cư sĩ quyết tâm học, hiểu, thực hành và ứng dụng Phật pháp vào trong đời sống hàng ngày để đem lại hoa trái an vui và hạnh phúc cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại. Sự hộ trì chánh pháp và hoàng dương chánh pháp giữa những người cư sĩ và xuất sĩ gắn kết với nhau rất là mật thiết. Kính thưa toàn thể đại chúng, chúng ta vừa nghe tổng quát như vậy. Bây giờ xin đi vào chi tiết để chúng ta hiểu lời dạy Đức Phật nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni. Kính thưa quý Phật tử gần xa, chúng ta vừa nghe tổng quát về tiếng Mỹ và tiếng Việt. Bây giờ xin chia sẻ đôi điều cho đại chúng hiểu. Và quý vị biết đó, là những lời dạy của Đức Phật mình càng học mình càng thấm, mình càng học mình càng hiểu. Chứ còn mình không học, không nghe, nghe một bữa thì nó không quá thấm. Mà mình phải cần nghe nhiều lần, nhiều bữa, nhiều hôm thì lúc đó nó mới thấm vào trong cái tâm thức của chúng ta. Thì cái điều người cư sĩ đó, có năm bổn phận đối với người cư xuất sĩ đó. Thứ nhất đó, là một là nương tựa Tam Bảo. Tại sao Đức Phật dạy là người cư sĩ phải nương tựa Tam Bảo? Bởi vì Tam Bảo, quý vị biết là ba cái ngôi tâm linh cao thượng, ba cái ngôi báo, một là Phật Bảo, hai là Pháp Bảo, ba là Tăng Bảo. Những cái đề tài này nó rất là phong phú, nó sẽ ứng dụng vào cái đời sống hàng ngày mình rất là tuyệt vời. Bởi vì bảo ở thế gian là kim cương, hột xoàn, vàng bạc, đô la, vân vân, thì cái đó nó chỉ chi tiêu. Mà nếu mà mình chi tiêu đúng pháp thì cái phước, cái đức nó tăng. Còn mà nếu mà mình chi tiêu mà mình không biết mình dùng cái bảo thế gian thì mình xài phung phí, hoặc là mình chơi đánh cờ, hoặc là mình chơi đi casino, vân vân, thì nó sẽ tạo cái nghiệp của mình. Còn đối với bảo ở suốt thế gian là chỉ cho Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, là ba cái ngôi tâm linh màu nhiệm để chúng ta nương tựa. Ba cái ngôi này mà chúng ta càng ứng dụng, càng tu tập, càng thực hành thì cái đời sống chúng ta sẽ có một cái ánh sáng, có hướng đi rõ ràng trong cuộc đời. Thưa quý vị, là Phật là một người có lịch sử, có sự thật trong cái lịch sử tư tưởng của nhân loại. Đức Phật là một con người bằng xương bằng thịt, là con người có thật, không phải là một đấng sáng tạo hay một đấng thượng đế hay phạm thiên, mà do con người tưởng tượng và nắn ra là có một cái ông hay có một cái bà ở trên chín tầng mây, hay là họ chỉ tưởng tượng, những người đời sau nó tưởng tượng ra có một cái vị như vậy đó. Còn đối với đạo Phật là có một người bằng xương bằng thịt, cụ thể là Đức Phật Sakyamuni Buddha, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là người có lịch sử, người có sự thật. Thì mình chỉ nói tóm tắt thôi, chúng ta cũng nghe nhiều rồi, nhưng mà chỉ nói để có dịch thì chúng ta sẽ nghe rõ hơn. Mà ở đây chỉ nói tóm tắt là Đức Phật sau khi Ngài đã thành đạo 35 tuổi ở dưới gọi cây Bồ Đề và hoàng dương chánh pháp khắp xứ Ấn Độ, thì khi mà Ngài nói về pháp đầu tiên là ở tại Sanat, là vườn nai cho năm em tôn giả Kiều Trần Như,
và cuộc đời của ngài đã của Đức Phật đã đi rày đây mai đó hoằng dương chánh pháp và đem cái hạt giống lòng từ rải tất cả muôn sự muôn vật cho thế gian này. Thì nhờ cái lời dạy của Đức Phật mà nó trăn trải từ đó, cho nên ánh sáng đạo Phật nó xuất phát từ Ấn Độ mà truyền dạy cho tới giờ này. Thì nơi nào có đạo Phật, nơi nào có giáo pháp Đức Phật, nơi nào có người tu tập và hoằng dương chánh pháp và hộ pháp, thì nơi đó đạo Phật được lan tỏa trong nhân gian này. Ngày nay đạo Phật đã có mặt trên khắp lục châu hoặc là năm châu, tất cả những châu lục đều có hết. Cho nên cái đặc điểm đạo Phật là nhờ đặc điểm của đạo Phật là nhờ hòa bình và từ bi, và Đức Phật là một vị vua hòa bình. Mà quý vị biết đó là Đức Phật là con người bằng xương bằng thịt, cho nên đó khi mà đạo Phật truyền bá cái thời Phật thì rất là thịnh hành. Nhưng mà sau khoảng thế kỷ thứ nhất tới thứ 12, đạo Phật rất là phong phú, rất là nở hoa, rất là truyền đạo rộng rãi, không những ở đất nước Ấn Độ mà qua tận tới Việt Nam, Trung Quốc, Nam Bắc Triều Tiên, Nhật Bản và ở các nước Trung Đông như Iran, Iraq. Và các nước đó rất là rộng cái thời đó, nhưng mà khoảng cuối thế kỷ 12, đầu thế kỷ 13 thì lúc bấy giờ bị Hồi giáo xâm chiếm ở đất nước Ấn Độ, và cái đạo Hồi giáo ở bên Trung Đông xuất phát từ Iran thì qua tới tràn qua về phía Nam là Ấn Độ. Cho nên họ giết tất cả những tu sĩ, rồi họ đốt kinh sách, rồi họ hủy tất cả những cái bia tháp, nhất là của đạo Phật. Do đó khoảng cuối thế kỷ thứ 12, đầu thế kỷ thứ 13 tới mãi thế kỷ thứ 19 là hầu như là đạo Phật ở Ấn Độ hầu như là dân chúng ít có người biết, hoặc là có chỗ không biết luôn. Nhưng mà may thay là nhờ cái sự đô hộ của các của người Anh, họ đi xâm chiếm thuộc địa ở tới người Anh và Tích Lan ở Sri Lanka. Thì lúc bấy giờ họ cái việc mà xâm chiếm đất đai và cái nước Ấn Độ và Sri Lanka đó, ngoài ra họ còn nghiên cứu về cái tôn giáo Đông phương, thì đặc biệt là đạo Phật. Thì lúc đó họ xâm chiếm thì cái quan trọng là họ thu nhập cái tam tạng kinh điển, trong đó là cụ thể là năm bộ Nikaya, Trường bộ kinh, Trung bộ kinh, Tương ưng bộ kinh, Tăng chi bộ kinh và Tiểu bộ kinh, Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Anguttara Nikaya, Samyuttara Nikaya, Khuddaka Nikaya, là năm cái bộ kinh này họ trở về bên Anh, bên châu Âu nói chung và bên Anh nói riêng. Thì họ nghiên cứu, mà hai cái người mà nổi tiếng là vợ chồng của ông Rick David đó, nghiên cứu và dịch từ tiếng Phạn ra cái tiếng Anh. Và cái tiếng Anh thời đó là cách đây khoảng trên 400 năm. Thì họ nghiên cứu, họ thấy là đúng là một cái thánh điển phương Đông và tuyệt vời. Và Đức Phật là con người có lịch sử, có sự thật, bằng cách là cho nhà khảo cổ coi lại thử cái đạo Phật là một cái tôn giáo là do con người chứng ngộ, giác ngộ và sáng lập ra, hay là do một đấng thần linh tối cao nào, Phạm Thiên hay là Alas vân vân. Lúc bấy giờ quý vị biết là cái người mà nhà khảo cổ mà nổi bật nhất là đó là tên là Cunningham. Ông đó là một cái nhà khảo cổ rất là nổi tiếng, thì cộng thêm cái nhà khảo cổ của người Ấn Độ thì mới tìm ra truy nguyên cái nguồn gốc của đạo Phật và xuất thân từ đâu, và Đức Phật có ra đời hay không. Thì họ mới coi lại, họ tìm hiểu dấu vết lần là ngay cái trụ đá mà Đức Phật đã ra đời, đó là tại Lumbini, là trụ đá của vua A Dục. Thì họ lần mò cuối cùng á, quý vị biết là nơi cái vùng đó thì người dân ở cái xứ đó hầu như là họ không biết đạo Phật, và họ cộng thêm cái đạo Bà La Môn giáo đó quý vị, đạo Ấn giáo đó, họ làm sao mà cho đạo Phật quên lãng trong quá khứ, không còn ai biết hết.
Cho nên cái vùng chỗ đó và nơi Đức Phật ra đời, họ cho dân chúng, những cái người mà khổ cực đó, chăn bò, rồi phân bò, phân trâu, thậm chí phân người nữa, tùm lum ở cái vùng đó. Nhưng mà nhờ cái sự khảo cổ của người Anh, sau đó cộng thêm cái khảo cổ của người địa phương, rồi mới chính quyền địa phương ủng hộ nữa, cuối cùng mới phát hiện ra đúng là nơi đây Đức Gautama Buddha đã ra đời. Thì ngay đây là còn cái trụ đá Vua Dục, và nơi đây là có cái bằng cái nhánh cây Vương Ưu, và nơi đây đánh dấu cái chỗ đây chính là Đức Phật ra đời. Thì nhờ cái dấu tích đó, rồi khoảng thế kỷ thứ 17 thì các nhà khoa học, các nhà khảo cổ và kiếm ra thì đánh dấu đây là nơi Đức Phật ra đời, có lịch sử, có sự thật. Từ đó Liên Hợp Quốc và thế giới được công nhận nơi đây là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ra đời. Từ đó Liên Hợp Quốc cũng như đất nước Ấn Độ cổ đại và Nepal, đất nước Nepal mới phanh cái vùng đó và đánh dấu nơi đây là một Đức Phật lịch sử ra đời bằng xương bằng thịt, là có thật trong lịch sử. Từ đó Đạo Phật mới được thế giới mới phục hồi lại, và được thế giới biết nhiều hơn là do những nhà khảo cổ đó. Thưa quý vị, sau khi mà xác nhận Đức Phật là con người lịch sử bằng xương bằng thịt, và có đi tu, có chứng ngộ, có truyền bá trong nhân gian này, khắp trong cái đất nước Ấn Độ, và Đạo Phật nở rộ ở các nước. Cho nên lúc bây giờ các nhà khoa học, các nhà chính trị gia, các nhà khảo cổ, các nhà giáo dục, các nhà tôn giáo học mới nghiên cứu Đức Phật là một vị vua hòa bình. Ngài đi truyền đạo, Đức Thế Tôn đi truyền đạo là bằng cái lòng từ, bằng cái tình thương, bằng cái lòng bi mẫn, vì an lạc cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, vì an lạc và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong Kinh A Hàm đã ghi chép như vậy. Lịch sử đã ghi chép là gần 3.000 năm, Đức Phật ra đời năm nay nữa là 2.644 năm. Quý vị lấy cái năm thường lịch là 2020 cộng cho 624 là nó ra là 2.644. Trước thường lịch là 624. Thì mãi tới giờ này người ta nghiên cứu và Đạo Phật thấy là Đạo Phật là một cái tôn giáo hòa bình. Cho nên ngày 15 tháng 12 năm 1999, tất cả các chính trị gia, các nhà xã hội học, tôn giáo học, chính trị gia, nhà giáo dục học, vân vân và vân vân, tập hợp lại Liên Hợp Quốc, đặt trụ sở tại New York, thì chấp nhận Đạo Phật là một đạo hòa bình và được thế giới quy ngưỡng. Bởi vì xét về khía cạnh mà một cái tôn giáo hòa bình, một cái tôn giáo, một cái ngày lễ hội văn hóa tâm linh toàn cầu và cái ngày Vê Sắc toàn cầu, là ta xét mấy cái yếu tố. Một là vị giáo chủ đó là mà phải vì vua hòa bình truyền đạo, không có đi bằng con đường bất bạo động, con đường tình thương, con đường hòa bình. Và thứ hai nữa là lời dạy của vị giáo chủ đó là phải lời dạy hòa bình. Trong những cái lời dạy đó có chứa những cái chất liệu yêu thương, hiểu biết và an lạc. Cho nên người ta mới nghiên cứu trong cái lời dạy của Đức Phật không bao giờ chứa cái chất tham, sân, si, hận thù và bạo động. Trong khi những tôn giáo khác, những lời dạy khác, kể cả những cái bộ kinh ngắn và dài, cổ xưa và ngày nay, do con người nắng tạo, sáng tạo ra, thì đều có chứa chất cái bạo động, cái hận thù trong đó. Quý vị học tôn giáo học, quý vị sẽ biết trong đó là, nếu mà quý vị muốn rõ thì đi vào cái Google, quý vị đánh là chiến tranh tôn giáo hay là sự hận thù của tôn giáo thì quý vị sẽ biết. Thì thưa quý vị, đối với Đức Phật là một vị vua hòa bình, giáo pháp của Đức Phật là giáo pháp hòa bình, không bao giờ chứa chấp những cái nội dung bạo động và hận thù trong đó. Và đệ tử của Đức Phật là người sáng, là người đi theo, là người thực hành giáo pháp Đức Phật, kể cả người tu và người xuất gia và người tại gia, thì trong đó đều một lòng, một hạnh, một nguyện để thực hành lời dạy của Đức Phật. Bởi vì con nhà Phật thì không phóng giống Phật thì giống thầy giống tổ,
Do đó là một những sứ giả hòa bình để thực hành giáo lý hòa bình, lời dạy hòa bình, ứng dụng hòa bình để truyền bá trong nhân gian này từ nghìn xưa cho tới ngày nay. Cho nên tất cả các đệ tử của Đức Phật quy kính Đức Phật là một vị vua hòa bình, giáo pháp Đức Phật là giáo pháp của hòa bình, và đệ tử của Đức Phật là đệ tử là những vị sứ giả hòa bình. Cho nên ngày nay được thế giới cứ mỗi năm về là tất cả các vị nguyên thủ quốc gia, trong đó có vị thủ tướng Ấn Độ, thủ tướng tổng thống Sri Lanka, Thích Lan, Malaysia, Indonesia là những nước trước đây là Phật giáo, ngày nay là Hồi giáo chiếm đa số, mà họ cũng ca ngợi, trong đó có thủ tướng Úc và có thủ tướng Canada. Và đặc biệt ở đây mỗi năm nữa, bây giờ thì có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ, của Hoa Kỳ. Cụ thể như năm nay là có ông Rico Pompeo, trước đây là Tổng thống Obama, và ông John Kerry đều viết những cái bức thông điệp về cái ngày lễ hòa bình, ngày lễ, quốc tế lễ, là lễ quốc tế mang tầm kệ, mang tầm cỡ cái lễ hội văn hóa tâm linh toàn cầu, đặt trú xứ Liên Hợp Quốc. Và cũng có cái vị Liên Hợp Quốc là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, năm nay là Anaros Guterres, là cũng viết cái bức thông điệp cứ mỗi năm về tới cái ngày là mùa lễ Vesak vào tháng 5 dương lịch, rơi vào rằm tháng 18, mùng 8 tháng 4 tới rằm tháng 4 âm lịch, là cái mùa lễ Vesak, gồm có 3 sự kiện: Đức Phật ra đời, Đức Phật chứng đạo quả và Đức Phật nhập Niết Bàn. Cái lễ Vesak này nó bao trùm đó, tôn vinh là một cái tôn giáo hòa bình và cái văn hóa tâm linh toàn cầu, để chúng ta nhớ rằng và biết rằng cứ mỗi năm về là chúng ta, mỗi chúng ta, dù là có người, dù bạn là người Phật tử hay là không phải Phật tử, bạn phải có thời gian suy ngẫm và thực hành cái lời dạy Đức Phật, ứng dụng lời dạy Đức Phật để đem lại an vui và hạnh phúc cho thế giới nhân loại ngày nay. Đó là được những lời, những cái bài, những cái bức thông điệp do các nhà chính trị gia, các nhà tôn giáo học, các nhà xã hội học, giáo dục học, vân vân đều ca ngợi là người Phật tử chúng ta ý thức chỗ này. Cho nên chúng ta biết là đối với người cư sĩ, chúng ta phải có cái nương tựa tam bảo, là cái nương tựa tâm linh vững chãi. Bởi vì có tam bảo là có cái ánh sáng đường đi lối về rõ ràng trong cái cuộc đời chúng ta. Đức Phật là một người tâm linh chứng quả, giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề. Ngài là người bằng xương phần tịch, và nương vào đó Ngài đã giác ngộ và tu tập, đã thành chánh giác. Thì mình cũng là con người bằng xương bằng thịt, thì mình đã thực tập theo giáo lý của Đức Phật và thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta có cái đường đi lối về rất là rõ ràng. Những ai mà sống trong đời này mà không có duyên và nương tựa tam bảo là điều đó là thiếu sót cho mình. Bởi vì có cái tam bảo là cái đỉnh ba chân, như cái đỉnh giống như cái chân mà quay phim mà nó có ba chân đó quý vị, thì nó có cho ba chân bạc, thì cũng vậy là Phật Pháp Tăng, Phật Pháp và Tăng. Đức Phật là bậc giác ngộ, giáo pháp là lời dạy vi diệu, lời dạy có thiết thực và hiện tại, và Tăng là những người đệ tử xuất gia và tại gia đi theo của Đức Phật. Nhất là nương tựa Tăng trong trường hợp này là chỉ cho người xuất sĩ, cho nên người cư sĩ phải nương tựa tam bảo, bởi vì nương tựa tam bảo là nương tựa vững chãi trong cuộc đời, có cái ánh sáng đường đi rõ ràng. Chứ còn mà mình sinh ra đời này mà thiếu duyên, Đức Phật đã nhập Niết Bàn, giáo pháp có đó, tăng đoàn có đó, mà mình thiếu duyên và không có nương tựa tam bảo, thì điều đó là cũng tội cho những người thiếu cái duyên để tiếp xúc và học hỏi giáo pháp Đức Phật. Do đó cái điều dạy đầu tiên Đức Phật dạy người cư sĩ, thứ nhất là phải nương tựa tam bảo. Thưa quý vị, nương tựa tam bảo và thứ nhất là cụ thể là Phật bảo. Nương tựa Phật là mình không nương tựa trời, thần, quỷ vật, bởi vì trời, thần, quỷ vật là những vị không có, và nhất là những vị đấng sáng tạo là đối với Đạo Phật là không có chấp nhận và không có
có theo và mình chỉ nương tựa Đức Phật là một người thầy đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Cho nên mình phải phát nguyện đã nhận Đức Phật làm thầy là không được thờ trời thần quỷ vật, kể cả thần tài và thần cao, nhớ quý vị nhớ đó. Chứ còn mà đã mình trở thành người Phật tử rồi mà mình còn thờ mấy cái đó là cái lòng tham mình nó nổi dậy, thì mình do tham tiền, tham tài, tiền do tham sân si. Mà mình tham là gì? Tham tiền, bởi vì mình tham mình mới thờ. Chứ còn mình theo cái từ tiếng Việt đó, tài có nghĩa là gì? Là tài năng, tài có nghĩa là tiền. Mà thật ra nếu quý vị thờ mà quý vị một ngày làm 10 tiếng, 8 tiếng mà quý vị làm có 2 tiếng rồi sao mà tiền vô? Quý vị mở khách ra, khách đi vào, ví dụ nữa, mở tiệm nail, tiệm tóc, tiệm phở mà quý vị nấu ăn không ngon, hoặc là khách tới quý vị làm không tốt thì sao mà tiền nó vô? Cho nên đó, vấn đề mà thờ thần tài, thần này kia là ảnh hưởng văn hóa của Tàu. Chúng ta là người học Phật, chúng ta có cái chánh kiến, có cái hiểu biết chân chánh là chúng ta không có thờ mấy cái đó. Mà muốn thờ, muốn mà có tiền, có tà, có tịnh tài vào thì chúng ta phải tận dụng cái sức lực của mình, phải học hành cho giỏi nghề cho nó chân thật. Chúng ta làm chu đáo thì khách hàng đã tới thôi, chứ không phải là thờ cái đó là tiền nó vô. Cái đó là không có đúng với cái giáo lý của Đức Phật. Cho nên nhận khi mà đủ duyên nhận Đức Phật làm thầy là chúng ta không thờ những vị phạm thiên, những vị thượng đế, những vị sáng tạo vật là chúng ta không thờ, bởi vì những vị đó là những người, những vị đó do con người sáng nắng tạo ra, chứ còn không có thật, không phải là con người bằng xương bằng thịt, cho nên chúng ta không có theo. Đó là người Phật tử, chúng ta nắm được cái ý này, chúng ta cố gắng nương tựa Phật rồi, còn nương tựa giáo pháp chánh pháp của Đức Phật là không nương tựa ngoại đạo tà giáo. Dù là ngoại đạo tà giáo là những người khác tôn giáo mà cho chúng ta tiền, dụ chúng ta về tiền tình vân vân. Về tiền là cho tiền, bảo chúng ta thay vì chúng ta làm một ngày có 100 đô mà họ cho ta ngày 200 đô, bảo ta học cái giáo lý của tôn giáo họ là chúng ta cũng học, nhưng mà cái giáo lý của mình phải giữ không bỏ. Còn về tình là họ dùng những cái người mà có tài năng, những người có sắc đẹp, họ dụ về cái cạnh đó về vật chất lẫn tiền bạc, là chúng ta nhất khoát là chúng ta phải giữ cái niềm tin của tôn giáo mình, nhất là về lời dạy của Đức Phật. Họ bảo mình đi tới nơi trú xứ của họ, học giáo lý của họ, thì mình cũng vậy, là mình phải bảo họ tới nhà chùa, tới đạo tràng học giáo lý của đạo Phật, cụ thể là cái bài kinh Thiện Sinh này, để chúng ta có cái niềm tin vững chãi. Bởi vì nương tựa chánh pháp là nương tựa cái tâm linh vững chãi, chúng ta không thể nào mà chúng ta buông cái lời dạy của Đức Phật. Không, bởi vì chánh pháp của Đức Phật như chúng ta học đó là những cái yếu tố an lạc, chất an, chất lạc ở trong đó, chất hòa bình, chất tình thương, chất hiểu biết, vân vân, là chúng ta phải nương tựa, phải nắm vững, và chúng ta xem chánh pháp là hoàn đảo cho tự thân của chúng ta, cho chúng ta không có giam, không có lơ đễnh, tức là không giải đãi gì việc này. Họ dụ về tài tiền tình thì chúng ta nhớ là nhất là trong cái lúc hôn nhân, nhưng mà họ dụ về con đường hôn nhân là người con của Phật là phải nắm vững cái ý này, là không thể nào bỏ cái giáo lý của Đức Phật, đạo Phật được. Chúng ta nắm vững là chúng ta rất là yên tâm. Chứ còn mà họ dụ qua con đường hôn nhân, hay là họ dụ qua con đường mà lúc mà người trong gia đình hữu sự, mà người già, mà người bệnh, hay là sắp chết rồi đó, hay là người bệnh, họ dụ về tiền, về chăm sóc, là chúng ta phải coi lại, chúng ta phải chú ý cái chỗ này để chúng ta giữ vững cái niềm tin của đạo Phật, và nhất là chánh pháp của Đức Phật. Và nương tựa tăng đoàn là phải nương tựa, đã phát nguyện, đã nhận chư tăng chư ni làm thầy, thì là không nương tựa thầy tà bạn xấu. Thầy tà bạn xấu trong trường hợp này là những người mà khuyến dụ chúng ta bỏ đạo Phật để đi vào cái tôn giáo của họ, và khuyến dụ chúng ta làm điều ác, và mà
và không làm các điều lành là chúng ta không được, không thể theo họ được. Cho nên đó, chúng ta phải giữ vững niềm tin đối với Tăng Bảo là nương tựa nhận chư Tăng chư Ni làm thầy, là chúng ta phải một lòng một dạ và phát nguyện phải nương tựa Tăng Bảo từ nay cho tới trọn đời, để chúng ta nương tựa ba ngôi tâm linh cho vững chãi, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Cho nên tóm lại là nương tựa Phật là không nương tựa trời thần quỷ vật, nương tựa Pháp là không nương tựa thầy tà ngoại đạo tà giáo, và nương tựa Tăng là không nương tựa thầy tà bạn xấu. Đó là cái điều thứ nhất Đức Phật dạy, là người cư sĩ phải có duyên lành nương tựa Tam Bảo, là ba ngôi tâm linh vững chãi cho con trong cuộc đời. Và thứ hai là khi mà là người cư sĩ, chúng ta có duyên lành nương tựa Tam Bảo rồi, là chúng ta phải tiếp tục là phải học hiểu thực hành và áp dụng năm điều đạo đức vào trong đời sống hàng ngày. Thưa đại chúng, chúng ta nương tựa Phật Pháp Tăng không thì chưa có đủ, mà chúng ta phải nương tựa bằng năm cái điều đạo đức. Bởi vì năm cái điều đạo đức này, dù anh là Phật tử hay không phải Phật tử, dù là anh là đạo Phật hay không phải là đạo Phật, năm cái điều này là năm cái điều then chốt và căn bản trong cái đời sống gia đình, học đường và xã hội chúng ta phải thực hành. Điều thứ nhất là không được giết hại chúng sinh, sinh mạng, kể cả con vật và con người, chúng ta không được giết hại. Ngược lại là chúng ta phải khởi tâm từ bi, tâm thương yêu đối với con người và con vật, để tuổi thọ chúng ta tăng trưởng, lòng thương của chúng ta, lòng từ của chúng ta lớn dần, và chúng ta phát nguyện cụ thể là ăn chay. Đó, quý vị cố gắng làm cái điều đạo đức thứ nhất là chúng ta tuổi thọ tăng trưởng và sức khỏe chúng ta có, cái lòng từ chúng ta lớn dần, chúng ta đóng góp vào cái xã hội là con đường hòa bình. Bởi vì giết hại chúng sinh, con người và con vật, nó cũng tạo thêm cái chất bạo động, cái chất hận thù, cái chất nghi kỵ với nhau. Cho nên cái điều đạo đức thứ nhất là hoặc là mình giết, hoặc là tự mình giết, hoặc thấy người giết, hoặc là bảo người giết và vui theo, thì cái điều đó Đức Phật không có động viên. Mà Đức Phật dạy là người con Phật, là người cư sĩ, là phải giữ gìn cái điều đạo đức, là chúng ta phát nguyện là hoặc tự mình không có giết hại chúng sinh, hoặc là không bảo người giết chúng sinh, hoặc là thấy không thấy người giết mà mình vui theo, kể cả vấn đề câu cá, đi săn, đi bắn. Quý vị thấy không phải là mình lấy cái đó là làm cái trò vui cho mình, bởi vì mình càng giết hại sinh vật, càng giết hại chúng sinh, thì cái lòng thương, lòng từ của mình nó sẽ giảm dần, và tuổi thọ và sức khỏe của mình giảm dần. Bởi vì anh vui của anh, nhưng mà đối với chúng sinh thì nó sẽ khổ đau, bởi vì nó không có nói được, nhưng mà cái tuổi thọ mình sẽ giảm. Do đó, để cho cái lòng từ, cái tình thương của mình lớn dần, là mình phát nguyện không được giết hại chúng sinh, nuôi dưỡng lòng từ, góp phần đem con đường hòa bình, dẹp bỏ, chuyển hóa những con đường hận thù, bạo động, càng ngày càng bớt dần, là điều đó tốt cho mình. Cái điều đạo đức nó góp phần đem lại hòa bình cho thế giới nhân loại ngày nay. Đạo Phật dạy rất là cụ thể, anh giết người hại vật là không xước sâu, là cũng bị chính quyền địa phương bắt anh, nhốt anh. Cho nên cái điều đạo đức thứ nhất Đức Phật khuyên dạy người cư sĩ, kể cả người tu sĩ, thì trong trường hợp này phải cố gắng phát nguyện ăn chay và không được giết hại chúng sinh trên quả địa cầu này. Và điều đạo đức thứ hai là không được lấy của không cho. Và người nào mà lấy của không cho thì người ta nói là như ông bà mình có thường nói đó, ăn cắp thì quen tay, ngủ ngày thì quen mắt. Mà người nào mà ăn cắp á, thì cái tay mình quen, mà cái ăn cắp mà cái tay nó quen thì nó gặp cái gì nó cũng lấy. Và cái việc mà lấy này á, là do cái ý nghĩ và hành động của anh. Nghĩ cái điều đó là người ta không cho, mà anh cứ nghĩ mình trước sau mình cũng lấy cho được. Nhất là tới cái trú xứ nào, tới một cái nơi nào mà nó vắng người, hoặc là thậm chí có người mà chờ người ta đi trước, mình đi nó sau cái mình lấy bỏ túi. Cho nên trường hợp này Đạo Phật dạy rất là cụ thể, rất là rõ ràng.
cho người Phật tử chúng ta, chúng ta phải nuôi dưỡng cái lòng bố thí, cái lòng những cái gì mà bổn sẻn tham lam là chúng ta bỏ, mà nhờ bỏ cái tâm tham lam, bỏ cái tâm bổn sẻn thì cái sự bố thí cho người khác, bởi vì mình không có tham, mình không có lấy của không cho, thì cái lòng thương người và thương vật, và cái lòng bố thí, lòng cho cứu giúp cho những người nghèo khổ, gia đình neo đơn vân vân, là mình có cái tâm mình giúp đỡ người khác. Còn mà mình lấy của không cho, đối với điều đạo đức thứ hai này, mà mình lấy những gì người ta không cho mà mình lấy, hoặc là những gì để thấy mà ngộ ngộ, thấy mà người ta đi hơi trước mình đi hơi sau, cái mình lấy cái gì gọn 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 mình lấy mình bỏ túi liền, cái đó là đối với đạo Phật không thể chấp nhận được. Cho nên người cư sĩ, nhất là người Phật tử con của Phật, mình thấy cái điều đạo đức thứ hai này mà Đức Phật dạy rất rõ ràng là không được cố gắng, không được bằng cái tâm hành, khẩu hành và ý hành cố gắng và lấy cho bằng được, là điều đó không chấp nhận. Quý vị thấy lời dạy Đức Phật dạy rất là rõ ràng, cụ thể, mà mình có cái tâm như vậy đó mà mình lấy thì thứ nhất là cái tâm tham mình nó trỗi dậy, hai là tâm bốn sáng, bởi vì anh có tham, anh có bốn sáng, anh có lấy, còn mà không có mấy cái đó thì anh có lấy, mà lấy không được thì cái tâm sân. Cho nên á, bởi vì mình á lấy không được thì tâm sân, mà khi mà tâm sân mà nó phát lên á, tâm tham nó khởi lên là cũng do cái tâm si. Ba cái tâm này á, ba cái tham sân si này là cái nguồn gốc căn bản phiền não, cái gốc rễ của phiền não. Cho nên á, bỏ cái tâm tham, tâm sân và tâm si là cái lòng từ, cái tình thương, cái sự bố thí thì nó lớn dần. Cho nên đối với điều đạo đức thứ hai này, Đức Phật dạy cho người con Phật là không được lấy của không cho, mà muốn không muốn mà được dẹp bớt cái tâm này thì người con Phật phải khởi lòng giúp người, cứu giúp bố thí, làm từ thiện và giúp người neo đơn, nghèo khổ vân vân, thì cái tâm tham mình nó bớt và cái tâm sân không có. Bởi vì mình không có tâm tham thì không có cái tâm sân, mà hai cái tâm đó không có thì tâm si mê mình cũng có. Cho nên lúc này mình có chánh kiến, mình thấy mình lấy thì người ta, ví dụ 100 lần mà mình lấy 99 lần vừa qua, mà chỉ có một lần cuối cùng, và nhất là Hoa Kỳ này, văn hóa của Hoa Kỳ này, cái luật pháp của Hoa Kỳ, mà người nào mà lấy tới lần 100 đó, người ta lấy bắt, người ta phát hiện được thì bao nhiêu lần trước người ta quy ra, người ta lấy ra hết. Ví dụ mình lấy lần ngàn, hoặc là lấy nhà băng, hoặc là lấy trên online vân vân, bất cứ hình thức lấy nào, mà khi mà người ta phát hiện một lần 100 mà người ta lấy rồi, ta phát hiện rồi đó, tất cả những lần còn lại là người ta quy ra số tiền, rồi người ta đền, người ta lấy nhà của mình, lấy tài sản của mình, xe cộ của mình. Cho nên lúc đó mình trở thành người homeless. Bởi vì sao? Bởi vì cái hệ thống internet của họ rất là chặt chẽ, lấy khi mà cái tâm tham mà lấy rồi đó, họ lưu vô hồ sơ là mình đi bất cứ công ty nào, kể cả mình làm vị bác sĩ hay là kỹ sư hay là nhà khoa học đi nữa, mà họ ghi hồ sơ là không bao giờ mình làm việc, mình xin việc được. Do đó ở xứ Hoa Kỳ này, người ta rất là sợ vấn đề ăn trộm ăn cắp. Ở đây được cái là mình để đồ ở chùa xung quanh này kia, quý vị thấy là còn nguyên, hầu như là không có, họ không có ấy. Cho nên đồ ở chùa đây nè, mình để, mình làm xong, mình để chỗ cái kho này kho kia, không cần rào khóa gì đó, để còn nguyên. Nhưng mà trường hợp nha, mình nói hơi ngại, chỗ này xin mở ngoặc một chút, nếu mà trong trường hợp Việt Nam đó nha, ở nhà hoặc là ở nơi nào công cộng mà có cái người gác rồi đó, nhưng mà đồ cũng vẫn có chân có cánh bay đó quý vị. Cho nên chỗ này ngại thiệt đấy. Nói về cái điểm này là người Việt Nam mình, và nhất là cái văn hóa ở tại quê nhà ở Việt Nam, có người canh giữ rồi mà cũng bị mất và ăn cắp ăn trộm, cho nên nó rất là trở ngại. Mình học đây để mình biết, là mình biết cái lời dạy Đức Phật rất là rõ ràng, mình bớt ăn trộm ăn cắp để cái tâm tham lam bổn sáng mình nó dịu đi, nó bớt đi, nó lắng đi, để cái tâm giúp người, cứu người, giúp vật, để cho nó phát triển và tăng trưởng. Thì văn hóa Hoa Kỳ sở dĩ mà người ta sợ,
là người ta khi mà anh ăn cắp rồi, người ta ghi vào cái hồ sơ là anh là Nghĩa Văn A, anh ăn cắp ngày đó, tháng đó, năm đó, giờ mấy giờ nữa, tại đâu. Thì khi đi xin việc làm bất cứ những công ty nào ở xuyên bang hay cả đất nước Hoa Kỳ, không bao giờ người ta nhận việc làm hết. Chỉ trường hợp anh làm, anh nhận tiền mặt thôi. Cho nên anh có thể đôi lúc anh bị phạt về tài sản, nhà cửa, đất đai, anh có thể trở thành người vô gia cư, homeless. Còn ở Việt Nam mình, ăn cắp công ty A, tài sản không có cánh mà bay, không có chân mà đi. Cho nên ăn cắp công ty A thì bất quá công ty A đuổi anh ra khỏi cái công ty đó rồi. Nhưng mà anh đi cái thành phố khác, đi trong công ty khác vẫn làm việc được. Cho nên vấn đề đó, cái hệ thống internet của mình chưa có đủ mạnh để mà trị những người đó. Thì trường hợp này, mục đích mình nói lên là đối với cái lời dạy đạo đức thứ hai này, là người con của Phật phải cố gắng không phát nguyện, không lấy của không cho, mà ngược lại là chúng ta khởi tâm tình thương để cứu người, cứu vật và bố thí phóng sanh và hộ trì tam bảo. Và cái điều đạo đức thứ ba này đối với người con của Phật, nhất là những anh chàng và cô nàng tới tuổi thành niên là khoảng 20-22 tuổi trở lên, đã đủ cái yếu tố và sức khỏe, tinh thần, học hành, tốt nghiệp vân vân, thì lập gia đình. Thì trong trường hợp này là người con của Phật, nhất là người cư sĩ đã có vợ hoặc có chồng rồi thì không được lấp ló người khác, không được kiếm thêm. Cái gì biết từ kiếm thêm không? Không được là vợ của cha người ta hay chồng của người ta rồi mà còn long la, hay là những đứa hoa hồng bên ngoài mà còn chích chắc điện thoại này kia rồi kiếm thêm, làm cho cái tình cảm gia đình của mình sẽ sứt mẻ. Và cái tình thương giữa vợ chồng, giữa con cái đối bên nội cũng như bên ngoại nó sẽ hư hỏng và sứt mẻ. Trong trường hợp này, ông ăn nem bà ăn chả thì cái người khổ nhất là đứa con của mình. Thì trong trường hợp này, đối với điều đạo đức thứ ba Đức Phật dạy là người cư sĩ có vợ hoặc có chồng rồi phải chung thủy một vợ một chồng để tác biên đông cũng cạn, cũng như là xây dựng hạnh phúc trọn vẹn cho gia đình mình. Đó, thay vì mình kiếm thêm thì mình phát nguyện đời sống hạnh phúc lứa đôi, vừa là người bạn đời, vừa là coi cái người thương của mình là người bạn đời, đồng thời cũng là người bạn đạo, là người cùng tu, cùng đi chung trên một con đường, cùng đi chung trên chuyến thuyền, đi tới nơi về tới chốn, trọn đời trăm năm chung thủy để xây dựng hạnh phúc gia đình. Đối với các tôn giáo khác, đối với điều đạo đức thứ ba này, họ khuyến khích tôn giáo của họ một người nam có thể nhiều hơn, là có thể là anh có đủ tài sản, anh có đủ sức khỏe thì càng có vợ nhiều càng tốt. Mục đích của họ là làm sao họ sinh con nhiều, là con hãy theo đạo cha, là làm cho cái dân số của cái tôn giáo họ càng nhiều, là theo càng đông. Đối với Phật giáo, Đức Phật dạy rõ ràng mình không phải là số lượng mà cái quan trọng là chất lượng. Mình chung thủy một vợ một chồng để có hạnh phúc, có cái nền tảng đạo đức gia đình. Chứ còn mà anh dùng cái chất lượng, anh càng có vợ, nhất là có con nhiều, thì anh không thể nào có thời gian chăm sóc cho con cái của anh, và không thể nào đủ sức khỏe và tiền bạc. Do đó đối với các tôn giáo khác thì họ dùng số lượng nhiều hơn, họ dùng cái dân số đông tôn giáo của họ. Tại sao? Là nói tới tôn giáo nào đông nhất thì họ mới là hàng trăm triệu hoặc là hàng tỷ. Cho nên họ dùng cái người nam để kiếm vài ba người vợ, người nữ như vậy đó. Mục đích là họ tăng dân số của họ. Nhưng mà đối với lời dạy của Đức Phật, Đạo Phật là chỉ dùng là cái sự đời sống chung thủy, đời sống hạnh phúc, xây dựng hạnh phúc gia đình, dùng chất lượng hơn là dùng số lượng. Cho nên Đức Phật khuyến khích người nam cũng vậy, mà người nữ cũng vậy, phải có một đời sống hôn nhân, cùng đi trên đường đời và đồng thời cùng đi trên đường đạo. Chứ không phải là ông kiếm thêm, ông ăn nên được bạn trả, ông kiếm anh A thì bà cũng kiếm anh B. Nó không phải như vậy. Đối với Đạo Phật là phải chung thủy một vợ một chồng, nhờ cái sự hạnh phúc trăm năm này cho nên xây dựng mái ấm gia đình, xây dựng nuôi con cái thành người, thành tài, thành đức. Mục đích Đạo Phật là vậy.
mà muốn không muốn cái đời sống mình hạnh phúc là mình phải có phát nguyện là coi cái người đó, nhận biết là khổ đau của mình chính là khổ đau của người đối bạn, người chồng của mình, và hạnh phúc của mình chính là hạnh phúc của người chồng mình, và ngược lại hạnh phúc của người chồng chính là hạnh phúc của người vợ, và hạnh phúc của người người vợ, người con, người chồng là hạnh phúc của gia đình hai bên nội và ngoại. Mình hiểu như vậy cho nên mình sống chung thủy một vợ một chồng để xây dựng hạnh phúc cho trọn vẹn. Đối với điều đạo đức thứ tư, Đức Phật dạy là người con của Phật rồi, đặc biệt là không được nói láo, nói dối, phải nói sự thật. Và tùy theo cái đối tượng, tùy theo cái ngữ cảnh, tùy theo trường hợp mình có thể nói dối được, Đức Phật có thể cho. Ví dụ là con vật, con nai đang chạy hướng đông, mà người thợ săn, người đi săn đó mà tới hỏi mình, nói này bạn, bạn có thấy con nai tới đây không? Thì thay vì mình thấy hướng đông thì mình đừng có chỉ, thì mình chỉ hướng tây. Để chi? Mục đích nói dối là cứu người và cứu vật. À, thì trong trường hợp này Đức Phật cho. Cho nên đó, mình không được nói dối mà tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái lúc mà Đức Phật có thể cho nói dối, một nói dối để cứu người, cứu vật. Mà đặc biệt là trong công việc làm ăn, trong công việc đi đứng, công việc công sở là chúng ta không được nói dối. Ngay cả đời sống vợ chồng cũng vậy, chúng ta không được nói dối. Bởi vì mình nói dối một lần rồi thì cuối cùng cái tâm mình đã quen, thì cuối cùng thì một lần mà nói dối rồi, nhiều lần người ta mất cái lòng tin, mất cái uy tín, cái lòng tin. Mà khi mà cái lòng tin mà mất rồi thì người ta không có tin tưởng mình nữa. Thì ở Hoa Kỳ cũng vậy, mà người ta quy định là 7 giờ tới trường, 7 giờ tới công sở, mà mình đi tới 7 rưỡi là người ta cho mình vắng, hoặc là người ta cảnh cáo mình nhiều lần như vậy đó. Vài ba lần như vậy đó, người ta sẽ mời mình nghỉ. Nói mời thì hơi tế nhị, chứ người ta bảo mình nghỉ. Tại vì anh đi làm mà anh cứ nghỉ hoài, hoặc là anh cứ nói bệnh, hoặc là nói mất công việc, là người ta không có bận tâm cái đó. Anh đi làm 7 giờ là anh phải tới. Mà đi kể cả việc đi học, kể cả việc đi làm, mà anh đi làm mà trễ là người ta không có chấp nhận được. Người ta, nhưng cái văn hóa của người Việt á, mình á, nhiều khi á, văn hóa dây phung, nó 7 giờ hay là 10 giờ làm lễ, mà có thể là Phật tử kéo dài ra, giống như dây phung á, 10 rưỡi mới tới. Có thể nói là thông cảm, tôi bận quá, hay là em bận quá, bởi vì gia đình có việc. Nói chung á, đối với văn hóa phương Tây nói chung và Hoa Kỳ nói riêng, khi mà nói tới 10 giờ là họ tới 10 giờ, quá lắm là 10 giờ 5, hoặc là 9 giờ 55 họ có mặt ở quý vị. Họ đi rất là hay. Ở đây mình đã giao lưu với người Mỹ rất là hay, là họ nói 10 giờ là 10 giờ họ có mặt, một là kém 5 hoặc là hơn 5, họ tới giờ 5 phút đó. Chứ còn ít có bao giờ như người Việt Nam mình nói 10 giờ, nhưng mà có thể 10 rưỡi làm cho cái người ở trung xứ đó, làm cho chờ, nhiều khi người ta nói là chờ dài cổ đó. Cho nên trường hợp này là mình cũng phải bắt chước cái văn hóa Hoa Kỳ này. Khi mà nói tới 10 giờ là mình phải cố gắng, một là 10 giờ kém 5 mình tới, hai là 10 giờ 5 phút mình tới, để chi cho cái người chờ người ta không có đợi mình. Chứ còn mà mình cứ vậy đó là trở thành thói quen. Vấn đề nói sự thật và ý nghĩ sự thật và làm việc sự thật, là đối với điều đạo đức thứ tư là chúng ta không phải cố gắng làm cho nó đúng múi giờ thích hợp, và không được nói dối để xây dựng cái niềm tin uy tín cho mọi người. Và cái điều đạo đức thứ năm á, là đối với người con của Phật á, là không được uống rượu, các chất say, và đặc biệt là không sử dụng các chất xì ke, ma túy, và kể cả vấn đề trồng thuốc phiện đó quý vị. Bởi vì những cái đó là nó kiếm tiền rất là nhiều, nó làm cho cái tinh thần mình nó mơ mẩn, nó mất cái trí huệ. Mình càng sử dụng cái chất say, và cái chất đó là làm cho cái cuộc đời mình, nhất là cái chất á phiện, mà mình sử dụng nó là cuộc đời mình bỏ luôn. Xã hội nó không có trọng dụng mình. Bởi vì mình làm mà cái tâm mình cứ nghĩ tới cái đó, thì mình phải sanh cái tâm ăn trộm ăn cắp, kể cả ăn cắp vật chất của người chồng, người vợ mình, của ba mẹ mình, của con cái mình, để mình bán rồi mình mới hút sách. Cho nên trường hợp này, mà đối với điều đạo đức thứ năm là người con Phật là không thể
không thể chấp nhận được. Chúng ta phải phát nguyện, thay vì uống các chất say thì chúng ta uống đối với giao lưu ở bên ngoài thì chúng ta chỉ giao lưu thôi, chúng ta giữ gìn sức khỏe, tinh thần mình không sử dụng cái chất đó đó thì tinh thần mình minh mẫn, sức khỏe mình có, mình sẽ giúp gia đình mình nhiều hơn. Và tới gì hơn nữa là người xuất sĩ trong trường hợp này cũng không cần thiết là hút thuốc, bởi vì một nhà sư hay là một vị xuất sĩ mà cầm đứa thuốc mà hút như vậy nó mất cái oai nghi, và đặc biệt là môi đen, cái tay nó sẽ vàng, cái môi nó sẽ thâm và cái lá phổi nó hư nữa. Lá phổi mình, cái thân vật lý này nó làm việc cả ngày lẫn đêm 24 tiếng đồng hồ không bao giờ nghỉ, mà mình dùng cái chất say, mình hút thuốc, cái chất nicotine ấy, thì nó làm cho cái lá phổi, lá gan mình nó hư dần, và cuối cùng nó sẽ thành cái nghiện. Và nhất là cái chất hà phiến, và chúng ta tuyệt đối là không sử dụng. Và ngay cả vấn đề người con của Phật, mà kể cả người Việt của mình, đi ra bên ngoài, thỉnh thoảng chúng ta cứ nghe tin tức đó, trồng cây hà phiến, thắp đèn lên, để trồng ở tầng 1, nói gì, trồng thấu tầng thứ 3 ở dưới basement đó, tức là những cái tầng ở dưới đó, trồng cây hà phiến, châm đèn lên, giấu giếm, mình bán cái đó một lần, đó, ví dụ khoảng $100,000, mà mình bán 10 lần được 1 triệu, ví dụ gì, mà mình bán tới lần thứ 11, 12, thứ 15, chính quyền địa phương người ta phát hiện là mình dẹp tiệm luôn, bỏ hết, bắt nhốt tù, rồi cái này kia, đi đâu thỉnh thoảng á, mà nghe người Việt mình nghe chỗ này mình ngại thì đó, mình buồn quá. Cho nên á, là người con Phật nói chung và người Việt nói chung, người con Phật nói riêng, cố gắng là đối với điều đạo đức thứ năm này là mình phải giữ gìn sức khỏe, tinh thần minh mẫn, làm những việc chánh, thí nghĩ chánh và việc làm chánh, là đừng có trồng cây hoa phiến, đừng có hút sách, đừng có sử dụng các chất chất nghiện, chất say, và kể cả các việc chơi cờ bạc nè, chơi game nè, điện tử nè, bạo động nè, và cờ bạc đó quý vị. Cho nên á, mình là người học Phật rồi, mình dành thứ nhất là mình dành sức khỏe để làm ăn, và dành cái tinh thần minh mẫn để mình tu học, để mình nuôi dưỡng cái thân này. Hết cái thân này rồi thì mình bỏ cái thân vật lý này, mình có cái chất, cái nghiệp lành, bỏ cái nghiệp ác, tạo cái nghiệp lành để dùng cái hành trang tư lương vào trong cuộc đời này, mình sanh ra nơi nào cũng gặp được thiện lành và trú xứ được an bình hết. Ở đâu cũng vậy, nơi nào cũng vậy, mình sanh ra gặp được Phật Pháp Tăng Tam Bảo, mình tu học nữa, mình mới hướng thiện, hướng thượng hướng thiện chứ. Và có người nói rằng, thưa thầy, con không có nương tựa năm điều đạo đức, không nương tựa Tam Bảo, con vẫn ăn chay ăn hiền ở lành được không? Thì trong cái trường hợp này, chư thầy, chư tổ, chư Phật có dạy, Đức Phật có dạy là sila là giới, là học giới, là học xứ. Bởi vì anh có nương tựa Tam Bảo và có nương tựa năm điều đạo đức này, anh có học được cái lời hay ý đẹp của từ lời dạy của Đức Phật, thì anh có cái hướng thiện và hướng thượng. Còn mà nếu mà anh không có nương tựa Tam Bảo và thực hành năm điều đạo đức này, thì cuối cùng anh nai vẫn là nai, thỏ vẫn là thỏ, bởi vì con thỏ nó cũng ăn cỏ thôi, mình rất là hiền lành, nhưng mà thỏ nó vẫn là thỏ, quý vị thấy không? Nai vẫn là nai. Cho nên đó, ở mục đích này thì Đức Phật khuyên dạy người con của Phật phải nương tựa Tam Bảo và năm điều đạo đức này. Năm điều đạo đức này là một sự thật áp dụng vào đời sống hàng ngày. Anh có ăn trộm ăn cắp là chính quyền địa phương họ cũng bằng anh, nó nhốt anh. Anh có lấy vợ của người khác là chính quyền địa phương người ta cũng bắt nhốt anh. Anh có uống rượu uống bia người ta cũng bắt nhốt anh. Lái xe đi loạn trọn đó quý vị, cảnh sát cũng chặn và lấy cái bằng lái anh. Và anh có hút sách thì anh ăn trộm, sanh ra cái tâm ăn trộm, rồi lạm dụng cái người khác thì người ta cũng bắt anh, và giết người người ta cũng bắt anh, vân vân. Năm điều đạo đức này là năm sự sống của đời sống, năm cái sự sống của mỗi chúng ta áp dụng vào trong cái đời sống hàng ngày để chúng ta an lạc hơn. Và thọ trì năm điều đạo đức này, nương tựa Tam Bảo là một cái hướng đi, hướng thiện, hướng thượng và hướng thiện, càng ngày càng tiến bộ. Mình hồi xưa mình chưa có biết, bây giờ mình biết rồi, mình làm điều lành, điều thiện hơn, mình bố thí phóng sanh, giúp người, giúp những cái hoàn cảnh neo đơn, nghèo khổ, và hộ trì Tam Bảo nữa. Đó, cho nên có sự tiến bộ. Còn mà mình chỉ ăn hiền ở lành, ăn cũng ăn chay,
nhưng mà không biết được thì nay vẫn là nay, thọ vẫn là thọ. Quý vị thấy vui chưa? Đó là điều đã, điều thứ hai người cư sĩ học. Bởi vì những cái điều này mình đã nghe rồi, nhưng mà mình nghe lại, nghe đi nghe lại là mình càng thấm, càng sáng cái tâm mình ra. Mỗi lần mình học là cái tâm mình càng nhuần nhuyễn, mỗi lần mình học là cái tâm mình sáng và sẽ tiếp thu cái lời hay ý đẹp từ nơi quý thầy, quý sư cô cũng như cái lời dạy của Đức Phật. Và cái điều thứ ba đối với người cư sĩ á, là phải sao? Là phải khéo léo phát khởi thiện tâm, tạo phước, cúng dường độ trì tam bảo. Cái này á, là bản thân mình. Khi mà mình thọ nương tựa tam bảo và hành trì năm điều đạo đức rồi, cái điều thứ ba này là người cư sĩ á, là phải biết là tạo phước, cúng dường và hộ trì tam bảo. Thưa quý vị, mình muốn có phước, có đức thì trước nhất là mình phải tạo phước. Quý vị tạo phước, làm điều thiện, nói điều thiện và nghĩ điều thiện, mình tạo phước, cúng dường và hộ trì tam bảo thì cái phước mình mới tăng. Bởi vì sao mà Đức Phật khuyên bảo cho người con Phật cố gắng làm cái điều này? Bởi vì mình không cố gắng tạo phước và cúng dường hộ trì tam bảo đó thì cái phước mình nó sẽ cạn, sẽ bớt. Mình đời nay mình có, đời nay mình giàu, đời nay mình gặp đủ duyên hết là do cái đời trước mình đã tạo ra, hay là do cái sự cố gắng qua quá trình mình tu học, hay là quá trình mình làm điều lành, nói điều lành và nghĩ điều lành. Thì bây giờ mình có cái phước, nhà gia đình mình giàu có nè, nhà bãi xe hơi nè, nhà cửa giàu sang nè, trong khi những người kia ta ở những cái ngôi nhà bình thường, mà mình ở nhà giàu có, không ăn việc làm ngon lành, mình vẫn trả tiền biêu bổng tương tác hết. Thì trong trường hợp này, đối với điều thứ ba này, Đức Phật khuyên dạy cho người con của Phật, nhất là người cư sĩ, phải biết tạo phước và cúng dường. Bởi vì cái phước mình có hiện tại là do cái đời trước mình đã tạo, hay do những năm trước mình đã tu học cho ngon lành, thì ngày nay mình có phước, mình có đức. Cho nên muốn làm phước làm đức nữa là bản thân mình phải tạo phước. Cái người mà có tạo phước cúng dường hộ trì tam bảo thì cái phước nó càng ngày càng tăng. Cũng vậy, cũng giống như là cái người mà có ngọn đèn sáng, có một cái ánh sáng, cái ngọn đèn mà mình thắp lên, một mình sáng không đủ, mà bao nhiêu người khác nữa mà đem tới cái ngọn đèn đã tắt, nhờ mình mồi cái ngọn đèn, thì mình truyền cái ngọn đèn này cho những người xung quanh, cho những người xa hơn nữa, thì cái ngọn đèn của người ta sáng hơn nữa. Ta sáng cho cái người ta rồi mà ta sáng xung quanh nữa. Thì tạo phước cũng vậy, khi mà mình làm phước thì cái phước nó tăng, không bao giờ nó giảm. Quý vị, càng làm phước thì cái phước mình tăng, càng làm tạo phước điền, phước đức thì cái phước nó càng tăng, không bao giờ cái phước nó giảm hết. Cho nên những người giàu ngày nay đó, người học cái Bồ Đề Tâm, họ nuôi dưỡng cái tâm bố thí và cúng dường hộ trì tam bảo, họ càng giàu có, họ càng làm từ thiện càng mạnh, hộ trì tam bảo giúp người gia đình neo đơn và nghèo khổ, giúp những anh sinh những bạn sinh viên nghèo, trong đó có các quý thầy quý sư cô nghèo mà hiếu học và học hết trường đại học rồi, bây giờ muốn học du học nước ngoài, quý Phật tử tạo duyên lành giúp đỡ cho quý thầy quý sư cô để học những khóa học thạc sĩ tiến sĩ để cho trọn vẹn, để sau này đem cái chất liệu Phật pháp để hoằng dương chánh pháp, làm cho đời, giúp đời cho nó sáng tỏ trong thế gian này. Cũng vậy, nếu mà cũng nhân đây thầy trường sĩ đây cũng thành kính tri ân cho những vị thí chủ cũng cư sĩ cũng như xuất sĩ cũng như quý thầy quý sư cô trong trường học thế học cũng như đạo học đã từng giúp đỡ cho trường sĩ đây, cho con đây tu học tới nơi tới chốn. Khi mà học hết trường đại học Phần Hạnh rồi đó, muốn đi nước ngoài thì với các vị đó đã tạo cái duyên lành về mặt giấy tờ trong ra trường, cũng như ở chính quyền địa phương ở Việt Nam đã tạo cái mặt thuận lợi giúp giấy tờ cho mình tu học cho tới nơi tới chốn, về vật chất cũng như quý ông quý ngài viết lá thơ giới thiệu Phật tử, rồi Phật tử ở Hoa Kỳ, ở Úc Châu, ở Châu Âu, vân vân, đã tạo cái phước lành giúp đỡ mỗi tháng vài ba đồng, dạy mỗi tháng vài ba trăm. Trong quá trình du học ở Ấn Độ, học 2 năm thạc sĩ, 2 năm hậu thạc sĩ và 3 năm đến 5 năm tiến sĩ đã học trọn vẹn. Thì nhân đây chúng con thành kính tri ân quý ngài hết tất cả đã tạo cái phước lành cho chúng con
tu học tới nơi tới chốn nhờ cái phước lành đó. Hôm nay chúng con tu học đã hoàn mãn và qua tới Hoa Kỳ này, chúng con cũng không có dừng lại cái việc học và cái việc tu. Chúng con cố gắng học tiếp và học cái tăng ngành tâm lý học cũng đại học. Thay vì đại học là 4 năm ngành tâm lý học thì chúng con đã học hết nửa chặng đường rồi. Thì cố gắng mình không có dừng lại cái việc tu và việc học, và mình cố gắng mình làm cái việc gì cho lợi sẽ số đông. Thì nhân giờ phút này nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo chứng minh gia hộ, chúng con luôn thành kính tri ân và nhớ ơn chư vị xuất sĩ và cư sĩ, cũng như các vị chính quyền địa phương, cũng như các nhà khoa học, các nhà dược sĩ, y sĩ đã giúp cho chúng con thuận tiện cái duyên học ở trong nước, ở Việt Nam, Ấn Độ và Hoa Kỳ luôn an lành. Kính chúc đại chúng được an lành, tri ân toàn thể đại chúng. Thưa quý vị, thì quý vị mà có cái duyên lành, có làm ăn khấm khá, thì thay vì một ngày, một tháng mình làm được 3.000 đô, thì chúng ta có thể để dành là mỗi ngày mình để dành chừng 1 đồng thôi, 1 đô thôi, thì 1 tháng được 30 đô, thì mình cứ để dành trong cái ống heo đó, ống bung bỉnh đó, thì sau này có việc gì hữu sự thì gia đình chúng ta lấy cái tiền đó chúng ta giúp đỡ, tạo cái phước lành cho mình. Bởi vì quý vị thấy là khi ra đây rồi, tiền tài là chúng ta không thể đem theo được, huống nữa là người thân, người thương, con cái của mình là những quý nhất, vợ chồng là quý nhất, ba mẹ là quý nhất, mà không đem theo được, huống chi là tài sản, nhà cửa, xe cộ và tiền nữa, không theo được. Cho nên mình chỉ đem theo là cái nghiệp lành và nghiệp ác. Mà người Phật Phật là mình đem theo cái nghiệp lành nhiều hơn. Cho nên ngay từ bây giờ, mỗi người con của Phật phải biết tạo phước, cúng dường và hộ trì Tam Bảo, để cho cái phước nó thiện lành, nó tăng trưởng. Mình sanh ra đời lúc nào cũng vậy, gặp được một cha mẹ được sống hạnh phúc, một người cha, một người mẹ sống chung thủy hạnh phúc trăm năm, và môi trường thuận tiện cho mình để đi học tới nơi tới chốn, tốt nghiệp, chưa tốt nghiệp high school, tốt nghiệp high school, chưa tốt nghiệp cử nhân BA thì tốt nghiệp cử nhân, để sau này chúng ta lo lắng cho chính mình và giúp cho gia đình và cho xã hội. Thì trong trường hợp này, Đức Phật khuyên dạy cho người cư sĩ, kể cả người xuất sĩ nữa, phải biết làm phước thiện, cúng dường và hộ trì Tam Bảo. Quý thầy, quý sư cô làm phước thiện là bằng cách là hoằng dung chánh pháp. Trong tất cả sự bố thí pháp, tức là giảng dạy Phật pháp là số 1. Nhờ có giảng dạy Phật pháp, người cư sĩ, người con của Phật hiểu được lời dạy của Đức Phật để phát nguyện sống đời sống chung thủy và an lành hơn. Cho nên đó, người cư sĩ thì có công là bố thí về vật chất, còn người tu sĩ là có công là hộ trì Phật pháp bằng cách là bố thí pháp. Thì nhờ như vậy mỗi người làm mỗi khía cạnh khác nhau thì giúp cho đời thêm vui và bớt khổ. Và cái điều thứ tư á, Đức Phật dạy trong kinh Thiện Sinh này, đối với người xuất sĩ á, thì người cư sĩ á, không thần tượng bất cứ một thầy hay một sư cô cá nhân nào. Và hãy xem tất cả các vị xuất sĩ, tài và đức đều là thầy và sư cô của mình. Chỗ này rất là hay quý vị. Chúng ta học chỗ này chúng ta phải lưu tâm. Quý vị biết á, là khi mình có duyên nương tựa Tam Bảo, Đức Phật, Chánh Pháp và Tăng Đoàn, thì quý vị phải nhớ Tăng, trong đó có Chư Ni, Tăng là số đông. Mà khi mà cái điều thứ tư này Đức Phật dạy á, là mình không thần tượng bất cứ một thầy, một sư cô cá nhân nào. Bởi vì á, mình thần tượng một thầy, một sư cô cá nhân nào á, một khi á, Tăng, trong đó có Chư Ni, là phàm Tăng hay là phàm Ni, thỉnh thoảng á, lâu lâu họ họ có thể ăn gói mì tôm, ví dụ vậy, hoặc là họ có thể uống một cái chai, một cái ly bia, nói ví dụ gì. Mà quý vị đã thần tượng cho một cái vị đó rồi, cái vị xuất sĩ, vị tu đó rồi, mà sau khi quý vị mà thấy cái hình tượng đó, quý vị bất mãn, bỏ cái người đó rồi, bỏ cái vị tu sĩ đó rồi, nhưng mà đồng thời quý vị bỏ chùa đó luôn, rồi không, bỏ tất cả các chùa nữa, rồi bỏ đạo Phật luôn, cái điều đó là không có đúng với chánh pháp. Cho nên trong trường hợp này Đức Phật dạy đó là không thần tượng một thầy, một sư cô cá nhân nào.
Bởi vì thầy là tăng, có thể có lúc là phàm tăng, ni có lúc là phàm ni, cho nên trong cái chất tăng chất ni đó nó có chất phàm. Quý vị phải hiểu được chỗ đó, cho nên mình phải coi tất cả những vị thầy, những vị sư cô khi mà tu học có đạo đức, có đạo hạnh, có tài năng, có đạo đức nữa, thì tất cả những vị đó là vị thầy và sư cô của mình, quý vị nhớ nha. Chứ còn mình thần tượng một cá nhân nào, mình thấy ông thầy đã đẹp trai, nói cái giọng nói rất là hay, giọng nói ngọt ngào, đẹp trai, tụng kinh, giỏi, rồi mình thần tượng ông thầy A là số 1, trong tất cả ông thầy, ông đó là số 1 hay là sư cô cũng vậy, hát cải lương hay, tụng kinh hay, giọng nói ngọt ngào, mình thần tượng cái vị đó là vị sư cô của mình là số 1, một vị thầy số 1. Nhưng mà quý vị nhớ là khi nào mà quý vị lân la mà gần gũi càng nhiều đó, thì cái chất phàm của họ nó sẽ ló ra, thì quý vị lúc đó hồi giờ quý vị thần tượng càng nhiều mà bỗng dưng mà quý vị thấy cái phàm nó ló ra rồi đó, nó hiện ra rồi đó, quý vị tự nhiên cái tâm nó bất mãn. Rồi khi mà bất mãn rồi, quý vị có cái nguyện, cái ý này nữa, quý vị nói chứ tôi thần tượng thầy hay sư cô này càng bao nhiêu thì tôi càng xa lánh thầy bao nhiêu bấy nhiêu. Cái chùa cũng vậy, và tất cả những ngôi chùa quý vị đánh đồng rằng là những ông thầy khác, những vị sư cô khác, những ngôi chùa khác nó cũng rứa thôi, nó cũng như vậy thôi. Cho nên làm cái điều đó là không có đúng với chánh pháp. Mà chúng ta đối với lời dạy Đức Phật trong cái điểm thứ tư này, Đức Phật dạy là không được thần tượng một thầy, một sư cô cá nhân nào, không có thần tượng ai hết, mà mình phải coi tất cả quý thầy, quý sư cô là một vị thầy của mình, là một vị sư cô của người của mình, miễn là cái vị đó là có học, có giảng Phật pháp và có tu nữa, là tất cả những vị thầy cô tại đức đều là thầy cô của mình. Nhờ như vậy là khi mà mình vấp phải cho một người nào đó, một vị thầy nào đó, một sư cô nào đó, thì lúc đó mình từ giã cái người đó thôi, nhưng mà những vị thầy cô người khác mình vẫn là thầy của mình, là sư cô của mình. Chùa đó mình có thể mình không đi, gia đình mình không đi, nhưng mà quý vị nhớ là những ngôi chùa khác cũng là nơi tâm linh của mình nương tựa. Quý vị ghi chú cái điểm này, có viết cái giấy hay cả máy quý vị thu âm chỗ này nhớ đó. Chứ còn có những quý vị hẹp hòi là quý Phật tử quy y cái chùa đó, nương tựa cái chùa đó rồi, mà ông thầy hoặc là sư cô ở trú xứ đó buộc người cư sĩ, người Phật tử là phải đi cái chùa đó, phải coi cái thầy đó hay sư cô đó là thầy của mình, phải nhớ là phải đi chùa tôi thôi, ai mà đi chùa khác á là coi chừng với tôi. Một vị đó là vị hẹp hòi, ích kỷ. Mình không phải là các vị chủ trang khác mà họ buộc cái người vào đạo, cái người theo đạo của họ là phải đi theo đạo của họ, đi theo cái trú xứ của họ. Mình không phải vậy. Một nhà sư tâm linh, một vị thầy, vị sư cô tâm linh là phải có tâm rộng mở, là phải mở ra, mình phải nói rằng khi mà các vị Phật tử, các người cư sĩ có duyên trở thành người con của Phật rồi, đệ tử của Đức Phật rồi, quý vị nhớ đi làm Phật sự hay là đi tiểu bang khác, hay là đi về các nước, đi các nước, kể cả đi Việt Nam, mà nơi nào có cúng kiến, nơi nào có giảng dạy, quý vị cứ nghe, nơi nào có làm Phật sự, quý vị cứ làm, bởi vì Tam Bảo là chung, chứ không phải làm cho cá nhân nào. Cho nên trong trường hợp này mà quý vị, một vị đạo sư tâm linh ở trú xứ đó, ông thầy hoặc sư cô độ người cư sĩ tại gia rồi, cho một pháp danh rồi, phải có cái lời rộng mở. Quý vị đã trở thành người đệ tử Đức Phật rồi, quý vị đi xuyên bang, tiểu bang khác, kể cả đi các quốc gia hay về Việt Nam, là tất cả những Phật sự là Phật sự chung, Tam Bảo là Tam Bảo chung. Quý vị cứ làm để hộ trì Tam Bảo, xây dựng Tam Bảo để làm cho đạo Phật sáng tỏ trên thế gian này. Chứ đừng có bao giờ mà có ý nghĩ là đã có duyên trở thành người con của Phật ở chùa A rồi. Quý vị phải nhớ từ nay về sau phải đi chùa A. Và từ nay về sau chùa A, ông thầy A, sư cô A là phải số 1. Đừng bao giờ đi cái chùa khác. Ai mà đi chùa khác là coi chừng với tôi. Đó là cái tâm của người đó hẹp hòi, ích kỷ và không có phóng khoáng, và làm cho cái sự ràng buộc cũng nhất là người Phật tử làm cái tâm người ta nghĩ đối với mình là khác liền. Cho nên trong trường hợp này phải mở cái tâm, phải rộng mở, là mình khuyên dạy người cư sĩ
hay là nhất là người cư sĩ có duyên Phật pháp tăng tam bảo là chung. Quý vị nương tựa Đức Phật làm thầy, nương tựa chánh pháp làm con đường để đi, và nương tựa vị thầy hoặc sư cô. Nhưng mà tất cả thầy sư cô nào có tu, có đạo đức, có học hành, có giảng dạy Phật pháp, có ứng dụng Phật pháp là thầy, là sư cô của mình. Và ngay cả bản thân thầy đây, ngay cả bản thân sư cô đây, đã quý vị đã tới chùa rồi, quý vị thầy là một cái gạch nối để cho quý vị trở thành người con của Phật thôi. Quý vị cứ bất cứ nơi nào trú xứ nào làm Phật sự, nơi nào làm hộ trì chánh pháp đều là thầy, là sư cô của mình, và tất cả những ngôi chùa đều là ngôi chùa của mình. Được như vậy là người cư sĩ cũng nhẹ nhàng làm việc Phật sự và giữ vững niềm tin tam bảo, và chính bản thân mình cũng nhẹ nhàng nữa. Mình tu, mình không khóa, mình không có ràng buộc ai, mình không bắt buộc ai. Đã mình là người tâm linh rồi mà mình cũng người ta có duyên tới đạo Phật, là mình phải dạy cho người cư sĩ là tất cả tam bảo là chung. Vì nhớ nha, cho nên đó, cái điểm thứ tư này Đức Phật dạy là không thần tượng một thầy hay là một cá nhân của sư cô nào, mà hãy xem tất cả các vị thầy và sư cô, tài và đức, đều là thầy và sư cô của mình. Chỗ này quý vị bấm like hoặc là bấm share cho những ai muốn nghe được Phật pháp để người ta hiểu lên, người ta mở cái tâm lên. Cái cổ xưa nay mà mình học Phật rồi mà mình không nghe được cái chỗ này, rồi mình nó cứ khăng khăng, mình nó đã nương tựa ông thầy A rồi, chùa A rồi, mình đi chùa khác có tội không? Mình làm Phật sự chùa khác nó có lỗi không? Thì đó, hồi xưa giờ mình chưa có cái phương tiện truyền thông toàn cầu. Ngày nay chúng ta học Phật, cái tâm chúng ta phải thoáng, và tất cả những thầy cô tại đức là chúng ta đều là thầy của mình. Và Phật sự là Phật chô sự chung, mình làm tâm bà, làm Phật sự cho tam bảo. Không mình được như vậy á, thì á lúc bây giờ khi mà cái vị thầy hay sư cô nào mà cái lúc ban đầu họ độ cho mình có cái pháp danh đó, thì lúc bây giờ họ có trắc phàm đi nữa, thì chúng ta không có ngã lẽ là chúng ta bỏ được họ. Không bao giờ chúng ta đã bỏ cái ngôi chùa đó, bỏ ông thầy sư cô đó, nhưng mà những ngôi chùa, những nơi tâm linh khác là chúng ta phải giữ. Và đối với tam bảo là chúng ta phải nương tựa cho trong vẹn suốt đời. Đó là cái việc làm ý nghĩa. Quý vị có thể chia sẻ cái đoạn này cho những người bạn của mình, những người đồng tu, những người ở gần ở xa, bấm chưa like, bấm chưa share để cho người ta hiểu thêm. Cho nên đó, nhà tu mình có cái tâm phóng khoáng như vậy, mình giữ nó hộ trì tam bảo sâu sắc hơn. Và cái điều thứ năm là Đức Phật dạy là người cư sĩ phải biết cách quan sát và chọn lọc những lời dạy nào, sau khi đem ra áp dụng và thực hành những lời dạy đó phù hợp với số đông, phù hợp với chính mình trong ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại thì chúng ta thực hành, và ngược lại thì chúng ta từ bỏ chúng. Cái điều này cũng rất là đặc biệt quý vị. Thưa quý vị á, là khi mà Đức Phật dạy cái đoạn này thì sau khi mà chúng ta nghe, trong quá trình chúng ta ứng dụng và thực hành, thì quý vị phải có cái tuệ giác, có cái trí huệ, chúng ta quan sát và chọn lọc những cái lời dạy đó, kể cả lời dạy của thầy mình hay là sư cô của mình, mà đem ra dạy đó, mà cái lời dạy đó nó có thích hợp không, nó có ứng dụng vào đời sống hàng ngày không, nó có đem lại lợi lạc cho mình không, cho mọi người không. Mà nếu mà cái lời dạy đó phù hợp cho số đông và có lợi cho chính mình, cho gia đình, cho người thân, người thương của mình, thì quý vị cố gắng áp dụng vào trong cái đời sống hàng ngày. Và ngược lại, những cái lời dạy đó qua kinh điển, ở đây chỉ nói hẹp là qua các vị truyền giáo, là các sư thầy, sư cô giảng dạy, mà khi mà mình đem ra, mình ứng dụng, mà thấy nó không có lợi cho mình, nó không có lợi cho người, nó không có đem lại cho số đông, thì chúng ta quyết tâm và từ bỏ nó. Quý vị thấy Đức Phật rất là minh bạch chỗ này không? Rất là không có che giấu. Phải tự mình thắp đuốc lên mà đi, phải tự mình làm hoàng đạo để chính mình nương tựa, phải tự mình nương tựa vào chánh pháp là nương tựa vững chãi nhất. Cho nên á, sau khi nương tựa chánh pháp, sau khi nương tựa vào những cái lời dạy của các vị đó rồi, kể cả lời dạy của Đức Phật rất là rõ ràng. Đức Phật dạy là sau khi quý vị bản thân mình qua quá trình học pháp, hiểu pháp
và ứng dụng như Phật pháp vào trong đời sống hàng ngày, bản thân mình thấy cái lời dạy đó, cái giáo pháp đó, chính pháp đó, nó có lợi cho mình, có lợi cho người, có lợi cho số đông, thì chúng ta cố gắng áp dụng và thực hành đó, và duy trì nó, phát triển nó. Mà những lời dạy nào mà không có lợi cho mình, không có lợi cho người, không có lợi cho số đông, là ta quyết tâm từ bỏ chúng, từ bỏ những lời dạy đó. Cho nên thấy cái đọc chỗ này mình phải nói thêm, quý vị thấy có đọc có một cái tôn giáo nào dạy như Đạo Phật không? Học Phật là chúng ta phải hiểu, phải có cái sự so sánh. Chỉ có lời dạy Đức Phật rất là minh bạch và sáng suốt. Đức Phật dạy là mình, bản thân Ngài là mình mời gọi, chỉ đường rồi, mời gọi cho quý vị đã có cái duyên lành học Phật rồi, nghe pháp rồi. Nhưng mà bản thân của các vị tôn sư, các vị tâm linh đó, nhà sư đó, mở cái tâm cho quý vị nữa, là quý vị học Phật, nghe pháp, ứng dụng Phật pháp, quý vị thấy mà nó sai, nó không có đúng với chánh pháp. Ví dụ như các tôn giáo khác họ bảo mình theo đạo của họ, bạn theo đạo của tôi á thì bạn lên thiên đường mãi mãi, và bạn không theo đạo của tôi á là bạn địa ngục mãi mãi. Mình trong trường hợp này mình phải có cái sự tư duy chân chánh, cái nhìn chân chánh, cái hiểu chân chánh, mình nó coi thử cái đó nó có phù hợp với giáo lý nhân quả không. Tôi nghĩ anh có làm điều thiện thì cái điều thiện nó tới mọi người giúp đỡ anh, mà anh làm điều ác thì chắc chắn là sẽ bị chính quyền địa phương và ngay cả cái đời sống của mình sẽ tổn giảm. Trường hợp này á mà mình thấy họ mời gọi, họ rỉ mọ mình, họ cho tiền cho bạc, họ rỉ mọ con đường hôn nhân, thì họ bảo như vậy đó, mình phải có cái sự chánh kiến và chánh tư duy, mình nhìn nhận là mình quyết tâm buông bỏ, không có theo, phải quyết tâm 100%. Cho nên chỉ có Đạo Phật và lời dạy của Đức Phật phải nhấn mạnh chỗ này, còn các tôn giáo khác hầu như là đi ngược lại và không có. Do đó chúng ta càng học Phật là chúng ta càng có cái tự giác, càng học Phật chúng ta càng có cái trí huệ minh mẫn. The more we learn the Buddha teaching, the more we have wisdom. The more we apply the Buddha teaching, the more we have happiness and peaceful joy. Mình càng học Phật thì cái tâm mình càng sáng ra, mình càng học Phật thì cái tự giác mình bừng sáng. Đó, cho nên đó, cái điểm thứ năm này là người cư sĩ, kể cả người xuất sĩ, khi học Phật rồi mình có cái tâm chọn lọc và phân biệt, và phải có nếm được pháp lạc và ứng dụng cái lời dạy đó thích hợp vào trong đời sống là chúng ta ứng dụng. Và ngược lại với nhân quả, ngược lại và có cái tính cách tẩy não và ràng buộc và ép người ta vào đạo bằng con đường hôn nhân, bằng con đường tiền bạc là chúng ta không thể chấp nhận, chúng ta buông bỏ và dừng lại liền. Đó là năm cái điều đạo đức, năm cái điều trong kinh Thiện Sanh cái người cư sĩ có cái trách nhiệm thực hành. Đó là cái sáng hôm nay chúng ta nghe năm bổn phận của người cư sĩ đối với người xuất sĩ, và nói rõ hơn là đối với Phật pháp tăng tam bảo. Thưa quý vị, ngày mai là chúng ta sẽ học năm bổn phận của người xuất sĩ đối với người cư sĩ. Bởi vì người cư sĩ có năm bổn phận, nhưng mà đối với lời dạy Đức Phật trong kinh Thiện Sinh là cũng phải có năm bổn phận nữa. Ngày mai chúng ta sẽ nghe năm cái bổn phận này. Thì tới đây pháp thoại chúng ta đã học, đã hiểu, đã nắm bắt thì chúng ta đã vui rồi. Bây giờ thầy xin tóm tắt lại tiếng Mỹ để quý vị nghe. The saints represent monastics and lay followers. Lay follower duty. Listen, Thiện Sinh, towards monastics, lay followers have the five duty. First, choosing the triple jump at the most firmly spiritual refuge. Second, learning, understanding, practicing and applying the five ethical training into daily life. Third, skillfully expressing their good heart to release merit, miss offerings and support the three jewels. Fourth, do not idolize any personal monks or nuns, but consider all talented and virtuous monastics as your monastic master. Fifth, knowing how to observe and select with teaching
After bringing out to apply and practice Tao teaching suitably for many Christ in the present life, should practice them. And verse by verse, you should keep far away from wrong teaching. The more you practice the Buddha teaching, the more you have happiness and peaceful joy. The more you learn the Buddha teaching, the more you feel happier and peaceful. The more you practice, learn, and apply the Buddha teaching, the more you have wisdom inside. That's why the Buddha advised you to practice Buddha teaching daily, weekly, monthly, and yearly. That is the Buddha teaching. Thì chúng ta vừa nghe năm cái điều cư sĩ, năm cái điều bổn phận của người cư sĩ đối với người xuất sĩ. Thì giờ này pháp thoại tới đây đã viên mãn. Thầy coi thử quý vị có thắc mắc gì ở trong đây không, để thầy chia sẻ trong quá trình chúng ta nghe pháp, để chúng ta càng hay hơn. Thầy coi trên Facebook, quý vị không có cái câu hỏi gì thì thôi tới đây xin dừng ở đây nha. Kính chúc toàn thể chư vị xuất sĩ cũng như cư sĩ luôn an lành trong chánh pháp. Nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho đại chúng được an vui. Và chúng con hôm nay tu học tại chùa Pháp Nhãn này gửi năng lượng từ bi và trí huệ của Đức Phật tới cho số đông. Thứ nhất là cầu nguyện cho pháp giới chúng sanh này được thoát khỏi cái bệnh đại dịch corona này, và cầu nguyện cho những ai đang mắc bệnh đại dịch corona này được nghe kinh, nghe kệ, nghe lời Phật dạy, sớm gặp thầy giỏi thuốc hay, mau mau lành bệnh về với gia đình sống an vui và hạnh phúc. Và cầu nguyện cho những ai đã vì đại dịch corona này lâm chung sẽ sanh về thế giới lành. Và cầu nguyện cho những người cư sĩ cũng như người xuất sĩ đã từng giúp cho chúng con đi học ở trong nước Việt Nam cũng như Ấn Độ, Úc Châu và Hoa Kỳ. Chúng con thành kính tri ân tất cả chư vị, nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho đại chúng được an vui trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và buổi pháp thoại tới đây xin dừng. Kính chúc đại chúng được an lành và xin dừng ở đây.